Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là trưa ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 12 giờ rưỡi trưa giờ Cali. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Thì hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta sẽ không nói tới thị trường tài chính Hoa Kỳ tại vì hôm nay là ngày chủ nhật và hiện bây giờ đó thì vẫn chưa có tài liệu liên quan tới hợp đồng tương lai. Nhưng mà về crypto đó thì chúng ta thấy được là giá của BTC thì không có sự thay đổi nhiều. Nói chung cuối tuần này cũng giống như là cái cuối tuần vừa qua đó thì cũng rất là im lặng các bạn. Các bạn thấy là giá của BTC thì cũng cỡ đó mà thôi 30.200 300 đô. Chúng ta nhìn tổng quan thị trường crypto đó thì trong vòng 24 giờ qua các bạn thấy là cũng không có sự thay đổi nhiều. Tổng số vốn hóa thì cũng cơ đó các bạn 1,2 nghìn tỷ BTC Ethereum thì các bạn thấy lên xuống không bao nhiêu Những đồng lớn khác trong top 10 này cũng như vậy các bạn Và chúng ta nhìn chung thì các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua Thì có một số đồng nhỏ hơn cũng có cái sự tăng trưởng Có xanh có đỏ Nhưng mà chúng ta thấy là nhiều xanh hơn là đỏ Chúng ta có Compound tăng 12.5% các bạn Kế đó chúng ta có những đồng như là Adam tăng 4.2% Leo tăng 4.7% Nói chung thì cũng không có nhiều cái sự nổi bật Nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái altcoin cũng có sự tăng trưởng trong vòng 24 giờ qua. Chúng ta có thể bắt đầu từ những sự kiện lớn trong tuần này rồi sẽ chia sẻ một số những thông tin khác. Về mặt giá cả đó thì các bạn thấy là không có gì chuyển nhiều nhưng mà mặt tin tức đó chúng ta có khá nhiều thông tin và thủ muốn chia sẻ những tài liệu để các bạn có sự chuẩn bị cho tuần này. Cộng với lại những thông tin nổi bật cộng với lại chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá cây account Damo và thuận cũng sẽ chia sẻ danh mục đầu tư của thuận trong vòng hai tuần qua là như thế nào đầu tiên hết thì các bạn thấy là những sự kiện tài chính hoa kỳ thì chúng ta có những sự kiện như sau Thứ hai đó thì chúng ta có phó chủ tịch Fed là Michael Boy phát biểu Rồi cũng thứ hai chúng ta lại có thêm hai chủ tịch khác của Fed cũng sẽ phát biểu các bạn Đó chính là chủ tịch ở San Francisco Đó chính là Mary Daly sẽ phát biểu Và chủ tịch của Cleveland, Ohio là Master cũng sẽ phát biểu vào ngày mai, ngày thứ hai tại Hoa Kỳ Ngày thứ tư đó thì chúng ta có những thông tin cũng rất là quan trọng các bạn Chúng ta có công bố chỉ số lạm phát CPI Ước tính là CPI sẽ giảm xuống còn có 3.1% mà thôi các bạn Con số này đó là... Chúng ta đang tiến gần tới cái mức 2.0 mà như là Fed mong muốn Nhưng mà nếu như các bạn để ý đó thì CPI chỉ số phần trăm làm phát tháng rồi là 4.0 Và cái chỉ số 4.0 này đã giảm nhiều so với là một tháng trước đó rồi giảm gần 1% Và tháng này đó thì ước tính lại giảm gần 1% nữa các bạn từ 4.0 xuống còn 3.1 mà thôi nhưng mà nói tới phần trăm lạm phát đó thì Fed quan tâm nhiều đến chỉ số Core CPI hơn nghĩa là đây là chỉ số phần trăm lạm phát không tính năng lượng và thực phẩm thì ước tính là 5.0% thì vẫn thấp hơn tháng rồi là 5.3% Các bạn thấy được là chỉ số phần trăm lạm phát nếu như mà chúng ta nhìn vào tài liệu đến từ công ty tư nhân là Trueflation thì trong vòng một tháng qua đó chúng ta vẫn thấy có cái sự suy giảm dựa theo Trueflation thì đã giảm từ mức là 2.75% và kết thúc trong vòng 30 ngày qua đó là ở mức 2.51% Nếu như chúng ta tính trong vòng một tháng qua Thì các bạn thấy được là phần trăm lạm phát cũng vẫn tiếp tục trên con đường giảm xuống Từ khi mà chúng ta thấy là đạt được cái đỉnh cao là khoảng chừng một năm trước các bạn Một năm trước giờ này đó thì chỉ số phần trăm lạm phát dựa theo chu đã lên tới 11.53% và sau đó các bạn thấy được là liên tục giảm xuống. Đương nhiên cái phần trăm lạm phát này đã tính bởi một công ty tư nhân và họ sử dụng 30 dữ liệu khác nhau để mà tính toán cái phần trăm lạm phát này. Nó sẽ không có hoàn toàn trùng khớp với phần trăm lạm phát được tính bởi chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà nó cũng cho chúng ta một cái xu hướng chung lạm phát như thế nào và nhìn vào cái xu hướng đó thì đợt này chúng ta không có lý do nghĩ là cpi sẽ như vậy là tăng lên mà cpi vẫn sẽ trên con đường giảm xuống có phải giảm xuống còn 3.1 hay không nữa thì chúng ta phải chờ đợi mới biết được nhưng mà thật ra phần trăm lạm phát có còn quan trọng hay là không các bạn khi mà chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số hợp đồng tương lai bây giờ nghiêng về là Fed vẫn sẽ tăng lãi suất thêm 0.25% nữa và điều này cũng phù hợp với là những gì mà John Powell và những quan chức của Fed đã chia sẻ trong thời gian là cả tháng qua các bạn thấy là 93% nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất chỉ có 7% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất thêm một tháng nữa mà thôi và đối với những gì mà chúng ta đã từng nghe được từ chủ tịch John Powell thì cho dù sau đây nữa đó hầu như là Fed đã ra quyết định là sẽ tăng thêm lãi suất cho nên chúng ta thấy là cái sự ảnh hưởng đến từ chỉ số CPI nó không còn như xưa nữa rất rõ ràng bây giờ đó là Fed chỉ ngưng tăng lãi suất khi mà một là Fed cảm thấy đã tăng đủ rồi để có thể nhìn thấy được là chỉ số phần trăm lạm phát vẫn tiếp tục trên con đường giảm xuống cho dù là Fed nhưng tăng lãi suất. Thứ nhì, chúng ta thấy là phần trăm thất nghiệp tăng cao hơn 4%. Và điều thứ ba là có suy thoái tài chính. Nếu như mà không có những điều này xảy ra ra thì hầu như là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất và sẽ giữ lãi suất cao một thời gian dài hơn là nhiều người mong muốn. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là cho dù đứng trước những cái thông tin như thế này, đứng trước cái sự việc là hầu như như khả năng fed giảm lãi suất năm nay đó là không còn bao nhiêu nữa tại vì các bạn thấy chỉ còn có 4 cuộc họp nữa thôi. Nếu như chúng ta không tính cuộc họp tháng 7 này ra chỉ còn có 3 cuộc họp trong năm nay nữa thôi. Thì nếu như mà chúng ta thấy fed nhưng rồi sau đó mới giảm lãi suất thì có thể sẽ không xảy ra trong từ đây đến cuối năm đâu. Nhưng mà dù sao nữa các bạn thấy là chứng khoán Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục đạt được cái mức cao trong năm nay. Chúng ta thấy được là BTC nói riêng thì vẫn tăng trưởng tới bây giờ là hơn 30.000 đô và vẫn giữ ở mức này sau khi đã tăng từ cái mức thấp từ năm tới bây giờ là khoảng 16 000 đô mà thôi. Cho dù là Fed tiếp tục tăng lãi suất, hầu như là những cái tài sản đó năm ngoái khi mà bắt đầu thấy Fed tăng lãi suất và những cái thông tin xấu xảy ra đó, những tài sản nói chung thì đã điều chỉnh sâu hơn là nên điều chỉnh cho nên năm nay các bạn thấy là mọi thứ đều đã hồi phục lại một cách cũng rất là nhanh chóng chúng ta hãy tiếp tục xem coi là trong tuần này những chủ tịch của Fed sẽ có những lời phát biểu như thế nào nhưng mà tôi nghĩ là phát biểu ra sao cũng không quan trọng tại vì tới bây giờ chúng ta thấy hầu như là chắc chắn là Fed sẽ tăng thêm lãi suất 0.25%, nếu như mà Fed không tăng lãi suất 0.25% đương nhiên đó là một cái sự bất ngờ lớn và bất ngờ tốt đối với thị trường tài chính nói chung, nhưng mà nếu như Fed tăng lãi suất là trường hợp xấu đó, Fed tăng lãi suất 0.25% thì đó cũng là cái sự kiện mà thị trường tài chính bây giờ đã tính trước rồi, cho nên uh, tôi nghĩ là chỉ có thể là như ước muốn hay là tốt hơn mà thôi đối với lại cái đợt tăng lãi suất tháng 7 này. Rồi ngày thứ năm trong tuần này đó chúng ta sẽ có công bố chỉ số lạm phát bán sĩ PPI. Chúng ta cũng có cái thống kê là trong tuần này đó Bộ Tài chính sẽ bán thêm 301 tỷ USD công trái phiếu các bạn. Đây là cái lịch bán của tuần này. Và đối như mà nào mà quan tâm đó thì những cái đợt bán trước đây đó đều bán được hết các bạn và nhu cầu thu mua bây giờ vẫn còn cao. Giống như chúng ta nhìn ba cái đợt bán gần đây đi các bạn. Đây là ba cái công trái phiếu ngắn hạn 4 tuần, 8 tuần và 13 tuần thì các bạn có thể nhìn thấy được là cả ba đều đã bán được và có nhu cầu mua không hề nhỏ Chúng ta lấy ví dụ đầu tiên đi Đây là cái tài liệu được chia sẻ vào ngày 6 tháng 7 các bạn Thì đợt này đó Là bộ tài chính muốn bán Và thâu về tổng cộng là khoảng 65 tỷ Thì các bạn thì được là cái phần cuối cùng họ thâu về là 65 tỷ nhưng mà cái phần tender có nghĩa là cái số lượng tiền đấu giá đó đã lên tới 173 tỷ có nghĩa là có 173 tỷ đô la đã được dùng để đấu giá để thu mua 65 tỷ đô la không trái phiếu đương nhiên tới cuối cùng thì chỉ bán cho những người nào mà họ đưa ra cái ước tính phần trăm lãi suất thấp nhất trong những người đó mà thôi tại vì đương nhiên bộ tài chính đâu cũng muốn trả nhiều lãi suất cho các bạn khi mà họ bán đấu giá như thế này đó thì giống như là họ nói họ có 65 tỷ đô la công trái phiếu muốn bán đấu giá thì những người muốn mua số lượng công trái phiếu đó họ sẽ đưa ra giá của họ giống như là họ nói họ sẽ thu mua 10 tỷ đô la với cái mức lãi suất là 5% người khác nói là thu mua 10 tỷ đô la với mức lãi suất là 4.9 người đó nói là thu mua với lãi suất là 5.5 thì đương nhiên bộ tài chính sẽ bán công trái phiếu của mình cho người nào mà đưa ra lãi suất thấp nhất để cho họ có thể trả cái phần trăm tiền lợi ít nhất thì chúng ta thấy được là tổng cộng đó, trong đợt này họ thu về 65

trong khi có tới 173 tỷ dùng để đấu giá và đây là một ví dụ thứ nhì các bạn đây là cái tài liệu cũng được chia sẻ cùng ngày đó đợt này đó thì các bạn thấy bộ tài chính thu về 58.5 tỷ trong khi có 171.2 tỷ để được dùng đấu giá và cái ví dụ cuối cùng này là ví dụ vào ngày 3 tháng 7 các bạn thì đợt này 62.6 tỷ được thu về và tổng số tiền dùng để đấu giá là 192.8 tỷ đô la nói chung thì chúng ta thấy là cái nhu cầu mua cũng đang rất là cao và những nhu cầu này đó thì cho tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu là đến từ Fed các bạn Và đây là một trong những câu hỏi mà nhiều bạn hỏi thường là có phải Fed thu mua cái số lượng công trái phiếu này hay là không Thì hiện bây giờ chúng ta chưa thấy dấu hiệu đó Hầu như là được thu mua có thể là bởi những ngân hàng trung ương, những quốc gia khác Có thể là được thu mua bởi những ngân hàng hay là những tổ chức đầu tư Họ có nhu cầu thu mua những công trái phiếu này Tại vì công trái phiếu Hoa Kỳ là cái loại đầu tư mà nhiều người coi như là an toàn nhất hiện tại Tại vì Hoa Kỳ chưa bây giờ bỡ nợ hết các bạn Cho nên công trái phiếu của Hoa Kỳ rất là được nhiều người người chuộng và nhất là các bạn thấy được lãi suất bây giờ đó thì vẫn đang ở mức coi như là cao chúng ta có nhìn thấy được là những cái công trái phiếu được bán tuần vừa rồi đó thì cuối cùng à, lãi suất chúng ta thấy được là hơn 5 5.2 5.3% cái mà các bạn có thể suy nghĩ đây đó là việc test tăng hay giảm lãi suất bây giờ đã không còn liên quan trực tiếp đến cái phần trăm lạm phát nữa đương nhiên fed sẽ luôn nói là quan tâm đến phần trăm lạm phát nhưng mà thật ra tình bây giờ nó đã đọc phức tạp hơn rất là nhiều rồi các bạn chúng ta có thể nghĩ như thế này fed tăng hay là giảm lãi suất hay là ngưng tăng lãi suất đều có sự ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường tài chính và cái sự ảnh hưởng này đó xấu hay là tốt tùy theo là các bạn hỏi ai giống như là chúng ta nói tới những ngân hàng đi bây giờ họ đang lưu trữ nhiều công trái phiếu mà họ đã mua trước đây những công trái phiếu đó, đó thì cái phần trăm lãi suất đã thấp hơn là bây giờ nghĩa là những công trái phiếu đó khi mà bán ra thị trường nếu như cần bán gấp đó thì sẽ không được giá đó là cái vấn đề của những ngân hàng cho nên nếu như Fed cứ tiếp tục tăng lãi suất thì sẽ dẫn đến là những ngân hàng gặp khó khăn nhưng mà ngược lại nếu như mà Fed không tiếp tục tăng lãi suất nữa đó thì những công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ bán tôi nghĩ là sẽ không có còn hấp dẫn nữa đâu các bạn giống như là bây giờ nhiều người họ thu mua công trái phiếu tại vì họ nghĩ là họ có thể có lời được tới năm chấm mấy phần trăm và đây là một mã đầu tư coi như là cực kỳ an toàn thì năm chấm mấy phần trăm coi như là tốt nếu như mà các bạn có một số tiền lớn mà các bạn chưa muốn bất cứ đầu tư mạo hiểm nào hết thì cái nhu cầu nó mới cao cho nên các bạn thấy được là Fed cứ nằm chính giữa tăng lãi suất mạnh thì sợ ngân hàng gặp vấn đề giảm lãi suất thì lo lắng về bán công trái phiếu giữ lãi suất mà không làm gì hết thì lại sợ là không đủ để làm phát cho nên các bạn thấy là Fed rất là nhức đầu hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy được là một những dẫn chứng cho thấy là cho tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu gì là công trái phiếu Hoa Kỳ được thu mua bởi Fed trừ việc là có cái nhu cầu cao đến từ cái số lượng tiền dùng để mà bán đấu giá ra thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó, đây là cái bảng cân bằng kế toán của Fed thì chúng ta nhìn thấy được là sau cái à, thời điểm mà những ngân hàng gặp vấn đề nhiều đó có nghĩa là hồi tháng 3 thì sau đó chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu xanh này tiếp tục giảm xuống. Tại vì sao các bạn? Tại vì Fed vẫn đang trên con đường là bán đi công trái phiếu. Tại vì họ không muốn lưu trữ nhiều công trái phiếu nữa. Cái bạn, cơ mà cái toán này đã lên quá cao rồi các bạn. Gần 9.000 tỷ đô la. Hồi tháng 4 của năm ngoái có nghĩa là Fed vẫn tiếp tục các bạn thấy là bán bớt đi công trái phiếu một phần đó là những công trái phiếu hết hạn họ sẽ không có renew. Họ không mua những công trái phiếu khác để làm mà lắp lại. Một phần khác họ bán công trái phiếu và tốc độ công trái phiếu rời khỏi bản cân bằng kế toán của Fed là khoảng 60 tỷ mỗi một tháng hiện bây giờ Thì hợp lời con số không hề nhỏ các bạn là 60 tỷ mỗi một tháng hiện bây giờ Đó cũng là một trong những cái chiến lược để mà siết chặt nguồn tiền các bạn Tại vì khi mà Fed mua công trái phiếu nghĩa là mua giấy nợ của chính phủ Hoa Kỳ Thì nghĩa là bơm tiền vào trong thị trường Và khi mà Fed không tiếp tục mua nữa và thậm chí bán có nghĩa là hút tiền trở về Và có rất nhiều người đã có cái sự lo lắng khi mà chúng ta nhìn thấy là Bộ tài chính bán nhiều công trái phiếu như vậy đó Thì cái số lượng tiền như là Thuận Dư nói với các bạn đó Cái số lượng tiền này thay vì là dù để mà đầu tư vào những mảng đầu tư khác thì bây giờ cái số tiền này lại bị hút trở về công trái phiếu. Và nhiều người lo lắng là nếu như mà hút tiền như vậy nó sẽ dẫn đến là cái nguồn tiền trên thị trường sẽ giảm đi, dẫn đến ảnh hưởng xấu đến những tài sản. Tới bây giờ chúng ta thấy được là Bộ Tài chính đã bán công trái phiếu một thời gian rồi, điều đó vẫn chưa xảy ra, không nghĩa là sẽ không xảy ra, thực khi nói là cho tới bây giờ vẫn chưa xảy ra mà thôi. Và để các bạn hiểu rõ hơn đó là cái số lượng công trái phiếu đã được bán từ khi mà cái nợ trần được tạm ngưng tới bây giờ đã lên tới là 1.000 tỷ đô la rồi các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là ngày 2 tháng 6 năm 2023. Lúc đó chúng ta nhìn thấy được là cái nợ Hoa Kỳ là khoảng 31,4 nghìn tỷ. Bây giờ chúng ta đã lên tới cái mức 32. 4 000 tỷ các bạn, tăng 1.000 tỷ đô la từ tháng 6 cho đến bây giờ. Thời gian cực kỳ ngắn luôn các bạn. Mới đầu đây thì chúng ta biết là bộ tài chính á, sau khi mà các bạn thấy là đã gần xài hết tiền trong cái ngân sách. Nghĩa là bộ tài chính á, thì có một cái account ở Fed thì cái số lượng tiền ở account đó, đó, đã giảm theo thời gian tại vì các bạn biết là chúng ta đã nói nhiều về vấn đề nợ trần khi mà nợ trần được tạm ngưng đó thì chúng ta nhìn thấy được là bộ tài chính đã có thể bán công trái phiếu để có thể refill có nghĩa là để có thể lắp lại cái khoảng trống đó và mới đầu đó thì ước tính là từ thời điểm tháng 6 tới cuối năm như là trong vòng 6 tháng thì sẽ có thêm là 1,5 nghìn tỷ đô la được lắp vào trong cái ngân sách đó nhưng mà chúng ta thấy trong vòng một tháng thôi đã có 1 nghìn tỷ đô la xuất hiện rồi à, tốc độ bán công trách phiếu đó hoàn toàn không hề chậm các bạn đương nhiên một phần là bán một phần thì công trái phiếu à, hết hạn thì cũng cần phải được lắp lại nhưng mà các bạn thấy tốc độ này cũng rất là nhanh luôn và từ đây đến cuối năm nó không biết còn tăng thêm bao nhiêu nữa thì cũng có một số bạn thông cảm thấy là cũng chưa có hiểu rõ hay là hiểu lầm về cái khái niệm là tạm ngừng nợ trần thì như bạn sẽ nói là tạm ngừng nợ trần tại sao vẫn có thể bán công trái phiếu và vẫn có thể là có thêm nợ được thì để thùng lấy một ví dụ đơn giản để các bạn hiểu Nhưng mà nào mà sử dụng thẻ tín dụng đó thì các bạn đã biết là thẻ tín dụng là một cái loại thẻ mà các bạn sử dụng trước rồi các bạn trả sau tới cuối tháng các bạn mới trả thì chúng ta cũng nghĩ đi mỗi quốc gia thì thay vì là họ chờ đợi có thuế vào họ tích lũy tiền thuế năm này qua năm nọ rồi họ dùng tiền thuế đó để mà đầu tư vào nền kinh tế để mà chi tiêu cho quốc gia vân vân để mà phát triển quốc gia và phát triển nền kinh tế thì nếu như mà họ cảm thấy là thời điểm thích hợp hay là họ cảm thấy là cần phải kích thích nền kinh tế thì họ sẽ không cần phải chờ để mà lấy thuế. có nghĩa là các bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng trước, rồi khi nào mà các bạn có tiền lương vào ngân hàng, các bạn dùng tiền lương để mà trả thẻ tín dụng, nhưng mà các bạn có thể chi tiêu trước rồi các bạn trả sau. thì đây cũng là không hoạt động của những quốc gia các bạn họ chi tiêu trước, Có nghĩa là họ bán công trái phiếu và những công trái phiếu đó là đó được đảm bảo bởi khả năng thu thuế của quốc gia đó là cái sự đảm bảo đến từ công trái phiếu của Hoa Kỳ tiền thuế nạp vào sử dụng tiền thuế đó để mà chi trả cho những cái nợ không trái phiếu đó thì khi mà chúng ta thấy là sử dụng thẻ tín dụng các bạn sẽ đến một mức nào đó sẽ không sử dụng được nữa nếu như các bạn có mượn hoài mà không trả hết thì các bạn sẽ đến một cái mức gọi là cái mức tối đa các bạn không thể sử dụng hơn nữa thì những quốc gia cũng gặp cái trường hợp đó các bạn và nhất là hoa kỳ thì hoa kỳ khi mà đã đến cái mức cao nhất rồi có nghĩa là mượn liên tục nhưng mà cái thuế vào đó thì không có trả hết được cho nên năm này qua năm nọ đó cái tiền mà họ thiếu cứ tăng lên tăng lên giống như các bạn sử dụng thẻ tín dụng mà mỗi tháng các bạn chỉ trả một phần mà thôi thì phần còn lại không trả nó bị tính lại tính lại lên ngoài mỗi đâu đó các bạn sẽ đến cái mức cao nhất của thẻ tín dụng đó mà không sử dụng được nữa thì đó gọi là nợ trần và cái mà được tranh luận nên là nợ chân đó nên được nâng lên thì khi mà các bạn nghe cái ví dụ thẻ tín dụng nên thì cảm thấy là nó không hợp lý tại vì nếu như các bạn là một người mà sử dụng thẻ tín dụng mà các bạn không trả hết dẫn đến thẻ tín dụng bây giờ bị mát sao không dùng được nữa thì các bạn làm gì các bạn và không lẽ các bạn gọi ngân hàng nói bây giờ đó tôi đã đến mức cao nhất rồi tôi trả không nổi bây giờ hãy nâng mức tín dụng lên để tôi có thể mượn thêm nữa để tôi tiếp tục chi tiêu thì đó là cái cách làm của bộ tài chính và chính phủ hoa kỳ các bạn có thể các bạn nghe tới đây các bạn sẽ thấy cái sự vô nó nằm ở đâu và thêm vào đó nữa cái mà đã xảy ra cách đây khoảng chừng hơn một tháng đó chính là nợ trần được tạm dừng nợ trần được tạm dừng ở đây đó không có nghĩa là không được tiếp tục vay mượn mà ngược lại các bạn nghĩa là bây giờ vay mượn mà không có giới hạn thì cũng lấy ví dụ mà các bạn sử dụng thẻ tín dụng thì các bạn gọi ngân hàng các bạn nói là bây giờ tôi đã đến cái mức cao nhất rồi tôi không cần anh nâng cái mức đó cao hơn nữa tôi chỉ cần anh là xóa cái mức đó luôn rồi tôi muốn dùng mọi gì dùng <laughs> đó là cái sự kiện xảy ra bây giờ thì Hoa Kỳ sẽ có một cái nợ trần mới nhưng mà nợ trần mới thì tôi nhớ là bây giờ phải đợi tới sau khi bầu cử tổng thống rồi chúng ta mới mới đầu nói tới nợ trần mới một lần nữa thì cái này là tốt hay xấu đó thì tùy cách nhìn của mỗi người mà thôi đối với phương diện mọi người đầu tư đó thì thuần chỉ có thể chia sẻ với các bạn là thuần chỉ nhìn thấy bất cứ một thông tin gì liên quan đến tài chính là về mặt rủi ro và lợi ích mà thôi một mặt đó thì có thể các bạn cảm thấy không được vui tại vì nếu như mượn gì hoài đó thì làm sao được các bạn không lẽ cứ tiếp tục như vậy nhưng mà mặt khác đó thì các bạn cũng nghĩ đến là đây cũng là một cơ hội để chúng ta có thể thấy nền kinh tế phát triển chúng ta có thể thấy là những tài sản tăng giá đối với một nhà đầu tư cho nên thường chỉ nghĩ đến lợi ích và nghĩ đến rủi ro mà thôi rủi ro ở đây là tiền sẽ bị mất giá các bạn cho dù là cái số lượng công trái phiếu này được thu mua bởi Fed hay là không phải nếu như được thu mua bởi Fed số lớn này mà thu mua bởi Fed thì các bạn sẽ thấy là tiền mất giá còn lẹ hơn nữa tại vì Fed sẽ trực tiếp in tiền bằng cách là sẽ cộng cái số lượng tiền vào cho mặt cao của bộ tài chính rồi dùng đó để mà chi tiêu và nếu như cái số lượng tiền này phần lớn là đến từ nền kinh tế đó thì đi rủi ro là sẽ hút một phần tiền của nền kinh tế vào trong công trái phiếu nhưng mà tới cuối cùng thì các bạn thấy là hiệu ứng nó cũng có cái phần giống nhau tại vì khi mà bộ tài chính bán công trái phiếu lấy số tiền này vào thì đương nhiên dùng để mà chi tiêu các bạn chứ đâu phải là bộ tài chính lấy số tiền này để dành để mà lấy lại gì đâu, đương nhiên dùng để mà chi tiêu, dùng để trả tiền cho những người mà có hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ để mà xây dựng nơi này nơi kia, sản xuất này kia cho chính phủ Hoa Kỳ, dùng để mà trả tiền cho những người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, trả tiền cho quân đội dùng để mà trả tiền cho những cái người mà được phúc lợi xã hội những người mà bây giờ họ được nhận tiền hàng tháng từ chính phủ thì gián tiếp một phần số tiền đó sẽ đi vào trong nền kinh tế các bạn và hiệu ứng nó cũng có phần giống nhau là tiền sẽ mất giá theo thời gian và chúng ta đã chứng kiến điều đó mấy chục năm nay rồi không gì gọi là quá bất ngờ hết và Nói tới lợi ích ấy, thì đương nhiên những ai mà lưu trữ tài sản thì các bạn thấy là khi mà chúng ta có nguồn tiền đi vào trong thị trường tài sản cũng bao nhiêu đó, nhất là chúng ta nói tới là cái sự tăng trưởng của những loại tài sản như là chúng ta nói tới bất động sản, chúng ta nói tới BTC nói riêng hay là khi tôi nói chung hay là chúng ta nói tới cổ phiếu, chúng ta nói tới vàng thì đều có cái sự tăng trưởng theo thời gian là vì lý do đó các bạn tiền ngày lại càng được in ra nhiều hơn thông qua cách này hay là thông qua cách kia hiệu ứng cuối cùng nó cũng có cái sự giống nhau đó là quan điểm của thuận các bạn cho nên tới cuối cùng thì chúng ta quan tâm đến là ai thu mua hay là như thế nào thì đó cũng chỉ là một cái góc nhìn nhỏ mà thôi các bạn khi chúng ta zoom ra thì mới thấy là ra cũng không quan trọng đâu cho nên may no mới nói những gì xảy ra thật sự quá điên rồ nên tích lũy btc tài sản duy nhất trên thế giới này mà chúng ta biết chắc chắn là có bao nhiêu chỉ có 21 triệu mà thôi Ngoài trừ những thông tin đó ra thì chúng ta thấy là hôm nay đó cái thông tin nổi bật nhất được chia sẻ bởi CNBC đó chính là cái chuyến đến thăm Trung Quốc từ Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đó chính là Janet Yellen. Thì không có nhiều cái chi tiết được chia sẻ nhưng mà chúng ta cũng biết sơ sơ thì cái chuyến đến thăm này đã đương nhiên là nói về kinh tế các bạn tại vì người đến thăm đó chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ. Thì nói về một số những cái đề tài khác nhau nhưng mà cái đề tài trọng điểm đó chính là làm giảm đi cái sự căng thẳng kinh tế giữa hai quốc gia tại vì uh, chúng ta đã thấy là gần đây đó có một số những thông tin liên quan đến những con chip công nghệ thì các bạn đã biết là cách đây vài tháng đó đã có một cái lệnh được ban ra là những công ty mà sản xuất chip công nghệ nhất là những con chip mà có cái hiệu suất cao đó dùng trong trí tuệ nhân tạo thì những con chip đó sẽ không được bán cho một số công ty ở Trung Quốc thì ngược lại đó Trung Quốc nói nói là một số những cái chất liệu dùng làm chip sẽ không được xuất khẩu ra Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là hai bên thì đều có cái sự căng thẳng liên quan đến chip công nghệ và một phần đương nhiên những con chip này có thể được dùng ở trong những cái vũ khí tối tân cho nên hạn hạn chế như con chip này được bán cho một số những cái công ty ở Trung Quốc và Bộ trưởng Bộ Tài chính cho lên nói là tất cả những cái lệnh cấm đó chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ mà thôi và những công ty đó là liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia. Thì hai bên hình như đã có một thỏa thuận gì đó các bạn nhưng mà không có chia sẻ trực tiếp trong cái bài này. Đây là cái thông tin trên trang đầu của những bài báo tài chính gia đình thường muốn dành ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì trực tiếp đối với crypto hết. Nhưng mà đối với crypto đó thì trong tuần này đó chúng ta cũng có 31 token có lịch unlock các bạn thường đã chia sẻ thông tin này ở trên những mạng xã hội, những bà nào mà đầu tư những đồng này thì cũng nên quan tâm trong đó có những đồng mà lớn, có nhiều người biết đến giống như là chúng ta nói tới Aptos, chúng ta nói tới Uniswap chúng ta nói tới economy, vân vân thì đây là một cái danh sách của 31 đồng đó và tôi cũng đã để cái link để các bạn có thể thấy được là chi tiết là ngày nào unlock và unlock bao nhiêu các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy được giống như là chúng ta nói uh, lấy cái uh, ví dụ của đồng ICP đi Thì chúng ta thấy được là sẽ có tổng cộng là 13.47 triệu đô la Token được unlock Thì con số unlock là khoảng 0.76% Của tổng số vốn hóa mà thôi Giờ Và unlock vào ngày 11 tháng 7 năm 2023 này Và chúng ta có thể xem Những cái thông tin tương tự cho những đồng khác Như các bạn nhìn thấy trên màn hình một lần nữa như bài nào mà quan tâm chi tiết đó thì có thể xem ở trên những mạng xã hội. Những bài nào mà chưa theo dõi những mạng xã hội của Thuận Capital đó thì cũng nên theo dõi bằng cách tập bấm vào cái link bên dưới video này để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất.